triển bền vững. VietinBank nâng giá trị cuộc sống. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhân ngày Gia đình Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thông điệp kêu gọi các gia đình hãy tiếp tục vun đắp xây dựng gia đình, thực sự là tổ ấm. Tiếp tục tăng cường phòng chống dịch, không để bùng phát trong khu công nghiệp, gây đứt gãy chuỗi sản xuất, không cực đoan, hốt hoảng nhưng cũng không lơ là chủ quan. Yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đi kiểm tra tình hình chống dịch và sản xuất kinh doanh tại Bình Dương. Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào đã được thử thách và chứng minh trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Một nền tảng của tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có. Tất cả các địa phương trên cả nước chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án phòng chống dịch đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra an toàn và nghiêm túc. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia, ngày 28 tháng 6 năm 1951, ngày 28 tháng 6 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Nội dung điện mừng có đoạn viết: 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đất nước Campuchia đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cứu nhân. Ngày càng phát triển phồn vinh, vị thế của Campuchia không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia đã giành được trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục lãnh đạo đất nước, đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện cương lĩnh của Đảng giai đoạn 2018-2023 và chiến lược phát triển tứ giác giai đoạn 4 của chính phủ, sớm ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch bệnh COVID-19, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chúng tôi hết sức vui mừng, tự hào về mối quan hệ láng giềng Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng Nhân dân Campuchia, nhà nước và nhân dân Campuchia bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng Nhân dân Campuchia, nhà nước và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng đến Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Han Samrin. Đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cũng gửi điện mừng tới Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhon.
Thưa quý vị, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Chỉ thị Ban Bí thư nêu rõ, gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước. Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: tiếp tục nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Gia đình là đối tượng tác động, thực hiện và thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung quan trọng, yêu cầu xuyên suốt của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình. Cán bộ đảng viên phải nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, nề nếp, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình. Các chính sách về gia đình phải hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, chú trọng đến đối tượng trẻ em và người bệnh tật, cao tuổi, xây dựng danh mục dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình, hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc và thực hiện bình đẳng giới. Huy động các cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình và chăm lo giúp đỡ hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn, đảm bảo gia đình được